Bố mẹ sẽ cùng lên trên này ạ.
challenge인 게 아니야.
này không sợ ông già Noel đấy. Ông già Noel đặt bài cho cháu Nguyễn Bảo Ngân. Cháu Nguyễn Bảo Ngân đâu? Cháu Nguyễn Bảo Ngân đâu? Đây cho tôi bỏ hẳn ông mày các bạn. Cháu không sợ, cháu không sợ. Ông già Noel tặng cái cháu Nguyễn Bảo Ngân. Cái cháu không chơi ông già Noel. Không chơi thì ông lại thu lại quà. Và cháu Đặng Quỳnh Anh. Cháu Đặng Quỳnh Anh đâu? Của cháu à? Chụp ảnh nhá. Chụp ảnh nhá. Chụp ảnh ông già Noel không? Sao sợ? Vâng, và ông già Noel tặng cho Hoàng Đình Vương. Vâng, cho Hoàng Đình Vương nay đi vào thì ông già Noel thay mặt nhận tay quà cho Hoàng Đình Vương. Vâng, và để kết thúc chương trình, ông già Noel trong cái buổi phát quà ngày hôm nay, ông già Noel cho tặng cho cháu Hồ Minh Kiên. Xin mời cho Hồ Minh Kiên. Bố cháu lên nhận, bố cháu lên nhận. Cháu phải to thế. Cháu phải to hơn cả ông già Noel. Vâng, cháu lại to và cháu ít tóc cái này thì ông già Noel khỏe. Cháu to hơn cả ông già Noel. Vâng, và thưa các bạn, đây là món quà cuối cùng của ngày hôm nay là của cháu Đường Minh Châu. Xin mời cháu Đường Minh Châu sân khấu để nhận quà. Sợ sợ sợ. Ông xuống rồi cháu. Đâu nhỉ, cháu Đường Minh Châu đâu nhỉ? Ông xuống tặng rồi cháu. À, rồi. Ông sẽ xuống tặng quà cho cháu Đường Minh Châu. Chúc cháu Đường Minh Châu là học giỏi, ngoan ngoãn ở nhà. Cảm ơn ông nhá. Nào, ông già Noel tặng cho cháu Đường Minh Châu. Chúc cháu mạnh khỏe. Vâng, và để kết thúc chương trình ngày hôm nay là ông già Noel có một yêu cầu nho nhỏ. Xin mời tất cả các cháu lên sân khấu để chung ảnh chung với ông già Noel. Các cháu có đồng ý không ạ? Dạ, lên chụp ảnh. Xin mời tất cả các cháu lên để chung chung với ông già Noel một kiểu ảnh. Để nhân dịp mà lúc lên. Xin mời tất cả các cháu nhỉ. Nếu cháu còn nhỏ quá thì bố mẹ cháu bế cháu lên cùng để chung ảnh chung với lại ông già Noel. Ông phát quà xong rồi cháu xử lý thoải mái. Cháu ngồi sợ, ông già Noel rất hiền ông ấy đấy. Xử lý ông già Noel. Nào, xin mời tất cả các cháu gọi lên đi. Ai bao bao mấy cả nhóm gọi lên chung ông già Noel kiểu nhỉ? Xin giới thiệu đầu học thứ 2.
tắt đèn đi, thổi bật lửa. Tắt đèn đi, thổi bật lửa. Trong rất nhiều ánh mắt đang rất là háo hức. Mời bạn ạ, bạn sẽ là
Anh chưa tặng ơi, có chút đồ anh thiếu ở đây, anh thiếu nào ạ? Anh Hiếu ngồi cạnh bạn Hiếu ạ. Xin lỗi anh Hiếu lên sân khấu ạ. Các bạn ơi phải nhanh lên, bởi vì trong tình yêu mình chấp một cái các bạn lên đây, đến các bạn đây chưa ạ? Vâng ạ, bây giờ sân khấu rất là nhỏ, cho nên là đề nghị đôi của bạn Vũ đứng ở góc này ạ. Đôi của bạn Dũng đứng ở góc này ạ. Đấy ạ. À, hai đôi to to thì đứng phía dưới, hai đôi nhỏ thì đứng phía trên, được chưa? Và để rõ hơn để chúng ta chống chính sách thì mời hai đôi nhỏ nhỏ bước xuống phía dưới. Đôi của bạn Vũ ạ và đôi của bạn Sơn ạ. Mời các bạn đối mặt vào nhau ạ, cầm tay nhau ạ, cầm tay nhau trước ạ. Vâng ạ. Các bạn có biết trong tình yêu đây gọi là gì không ạ? Từ ánh mắt đến trái tim, cầm tay nhau đi ạ. Đây là câu ạ. Đôi của suối kìa. Đôi của suối ạ. À, nhiệm vụ đưa ra là mỗi một bạn sẽ có một tín vật tình yêu gắn vào người. Và khi mà chúng tôi yêu cầu cái tín vật tình yêu ấy luôn đi đến đâu thì bằng mọi cách uốn éo thẳng ngang như nào đấy các bạn phải đưa đi đến đấy. Được chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đôi nào tự ý dùng tay thì coi như đôi đấy đã thua, và thua thì bị phạt rất là nặng. Được chưa? Cho nên các đôi sẽ xuất phát quả bóng từ trên môi, kề môi với nhau. Sau đó chúng tôi yêu cầu đưa quả bóng đến đâu thì các bạn phải đưa đến đấy ạ. Bóc ra, bóc ra, bóc ra. Tú ơi, Tú ơi, em bóc cái băng dính nhá, em bóc băng dính nhá. Xin mời quả bóng từ môi xuống cổ. Các bạn cầm tay nhau ạ. Từ môi xuống cổ. Trang ơi, Trang. Trang. Xin mời quả bóng từ cổ xuống ngực. Trang ơi, Trang ơi. Trang. Được chưa? Xin mời quả bóng từ ngực xuống bụng. Mời bạn nam sẽ đặt lên eo của bạn nữ ạ. Mời bạn ạ, xin hỏi các bạn nữ ạ, đặt sờ lên vào eo mềm bạn nhé. Xin hỏi hai
Các cụ đã có câu, người con gái khi mà đi lấy chồng thì mẹ thường khuyên này, để chọn được một người đàn ông có vai, cứng và vững chắc. Các bạn cứ hiểu cái kỳ yếu xa xôi nha. Mời các bạn nữ đặt lên bờ vai của các bạn nam ạ, đấy là chỗ cứng nhất. Các bạn nam ạ, giờ em bạn nữ được chưa? À, bây giờ đúng theo ý của bạn Hiếu, cái chỗ mà từ ánh mắt đến trái tim gần nhất chính là đôi môi và phần thưởng của các bạn, chính là một nụ hôn ngọt ngào nhất dành cho mọi người. Chúng ta cùng đếm ạ, hai ba, hôn nhẹ, hôn nhẹ, hôn nhẹ, hôn nhẹ, hôn nhẹ, hôn nhẹ. Xin chúc mừng các bạn đã chiến thắng trong phần chơi ạ. Chúng ta lại tiếp tục liên hoan trước khi tiếp đến một phần chơi nữa còn quan trọng hơn phần chơi này. Body toàn thân, mẹ được làm đẹp đúng không, con được làm đẹp, bố mẹ em thì lại được massage đúng không, đi spa thì nếu mà giải nhì có được không? Không biết ạ. Phải giải nhất rồi mà con. Nào bây giờ con đứng trước mặt cờ bốc thăm mà nhắm mắt vào thế nào? Giải nhất hay khuyến khích hả chứ? Ngược giải khuyến khích. Bây giờ chúng ta thống nhất là giải nhất luôn hay là giải khuyến khích trước ạ? Khuyến khích nha. Bây giờ con bốc giải khuyến khích, nhưng mà tí nữa chẳng may cô lại mời con lên đây bốc giải nhất nữa, được chưa? Bây giờ con bốc giải khuyến khích nào. Rồi, cô đọc tên đây. Giải khuyến khích là chị Đinh Thị Kim Dung. Rồi, mời giải khuyến khích bước lên sân khấu ạ. Mời giải khuyến khích, Quỳnh Anh tiếp tục cho cô một phiếu nữa. Một cái thôi. Ai giải khuyến khích lên bước lên sân khấu đi ạ. Tiếp ạ. Vũ Thị Huyền Trang. Yeah. Bây giờ cứ đọc tên á. Mời chị Đinh Kim Dung và Vũ Huyền Trang bước lên sân khấu tiếp. Một cái nữa cho cô. Con bất kiểu gì thì để bố xong rồi khuyến khích đấy. Thì là lên đây không được đi hai ngày một đêm đâu. Chết rồi, thì dẫn chương trình cứ tưởng là được giải nhất. Lại khuyến khích rồi, cô cũng khuyến khích. Nào tiếp đi con. Chết rồi, bốc có kỹ thuật quá. Rồi, Tạ Thị Kim Ngân. Bước lên sân khấu ạ. Nào tiếp tục con, mấy giờ? 4 giờ. 10 cái theo bố. Được chưa? Tiếp nào. Nguyễn Thị Huyền Trâm. Là ai ạ? Nguyễn Thị Huyền Trâm ạ. À rồi chị Trâm, mời chị bước lên sân khấu. Hình như là toàn những người xinh đẹp thì đều được giải khuyến khích thôi. Tiếp nào. Con đọc tên to người này sẽ có hiểu bố con không? Mày quá, có mày anh Đường Văn Hân. Nào tiếp tục con. Nhà cô vẫn còn một hy vọng đúng không? Rồi ạ. Nguyễn Hồng Giang. Bây giờ câu hỏi nhỏ này. Trước đây ở nhà bố con dạy con là cách bốc phải bốc như nào con, mà từ đây đến giờ tại sao con bốc mà không có tên bố mẹ con? Không có tên nhà. Rồi tiếp. Ba người nữa. Không thật. Trời ơi, Hoàng Đình Đốc. Hình như là cái những người xinh gái và đẹp trai chỉ được khuyến khích thôi. Đúng không? Tiếp tục đi con. Anh Tiếp. Hai người nữa thôi. Trời ơi, trời chết rồi. Vâng ạ, một chàng trai Đoàn Xuân Quang. Vâng ạ, chỉ còn một giải khuyến khích cuối cùng nữa thôi ạ. Nào con, tiếp tục đi. Chết rồi. Rồi. Hoàng Anh Thư. Chơi là nhà con. Một chàng trai cũng được gọi là chàng trai ạ. Cao, to và cũng tương đối đẹp trai ạ. Xin mời anh Sơn sẽ lên trao giải cho những người khuyến khích ạ. Chàng trai to, chàng trai không ngồi học rồi, mời con. Nào, bốc đi. Một người thôi. Phóng khoáng lên, không được nhìn vào đây. Rồi.
Vâng, nào con bước ra đây. Bây giờ con học năm mấy giờ? Rồi, rất tốt, nói to. Chưa, bây giờ cho con anh đọc to tên người mà đã giảng cho ngày hôm nay. Nguyễn Văn Hiếu. Vâng ạ, chúc mừng anh Nguyễn Văn Hiếu đã giành giải ba của chúng ta trong ngày hôm nay. Vâng ạ, mời anh Hiếu bước lên sân khấu ạ. Chúc mừng rồi, đôi nhà này hôm nay là được giải nhất, vừa được ôm vừa được hôn, bây giờ lại được một đôi vé xem phim, chứng tỏ là ban tổ chức cũng rất là am hiểu đúng không ạ? Và sau đây xin mời một người sẽ lên trao giải này dành cho bạn đã giành giải ba. Vâng ạ. Vâng ạ. Nếu mà tôi mời chồng lên trao giải thì cũng ngại quá. Thế nhưng mà xin mời chàng trai đẹp trai thứ nhì sau anh xin mời anh Ngô Thành Dương lên trao giải ba. Kinh quá. Ư cấu diễn hơi sâu. Vâng ạ, một tràng vỗ tay dành cho cả bạn. Xin chúc mừng bạn. Rồi, thật ra thì mới đầu thì tôi cũng hơi buồn vì giải khuyến khích. Nhưng mà thật ra bây giờ chỉ có 2 giải nữa thôi. Nếu mà trong số tất cả các bạn ở đây mà chưa được giải thì còn buồn hơn cả giải khuyến khích. Ai sẽ là người bốc thăm giải nhì? Dành cơ hội cho một bạn nữa. Cô cho con bốc thăm giải nhất rồi. Rồi, mời bạn Thanh Hà bước lên sân khấu. Thanh Hà đâu? Có cả mà lốc lên với hai chị em. Bạn Thanh Hà biết là giải nhì như cô vừa nói bạn Quỳnh Anh ấy, là cả nhà được đi massage này, đúng không? Đừng làm đẹp này. Theo con dự đoán thì ai sẽ giành giải này? Bố mẹ, mẹ cháu. Đấy chứng tỏ là phụ huynh ở nhà dặn hết con mình rồi. Bây giờ mời các bạn nào. Phải bố mẹ cháu tên gì? Đương nhiên luôn. Nào, bạn tốt phải khách quan nào, không được nhìn vào hòm. Rồi, mời bạn đọc to tên của người này. Đây, theo con là tên một người nam hay tên một người nữ? Tên một người nữ. Họ là họ gì? Hoàng. Ở đây có bao nhiêu người họ Hoàng ạ? Xin mời. Vâng ạ, xin chúc mừng giải nhì chị Hoàng Thị Mai Thương đã giành giải nhì của chúng ta trong ngày hôm nay. Này sẽ do một chàng rể của công ty trao tặng. Xin mời anh chồng chị Quỳnh ạ. À, em không nhớ tên ạ. À. Vâng. Xin một chàng trai cũng cao, to và đẹp trai thứ ba sau chồng em bước lên sân khấu để giành giải. Trao giải là gì ạ? Vâng, một chàng tay để giành giải gì ạ? Anh ở đây qua mặt. Cảm ơn anh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.